Chào các bạn, mình đang có trên tay hai cái chiếc Android Box đến từ thương hiệu Kalinkit Và đây là cái mẫu T-Box Ambient, còn đây là cái mẫu T-Box Plus Và trong video này thì mình sẽ làm một cái bài so sánh giữa hai cái chiếc Android Box này nhá Các bạn lưu ý, trước đây thì mình đã có một cái video so sánh về cái chiếc Ambient cũng như là chiếc T-Box rồi Thế nhưng cái video đấy so sánh cái phiên bản biển thế hệ cũ sử dụng cái con chip QCM6125 tương tự như cái chiếc T-Box Plus. Còn ở cái video này thì mình sẽ so sánh cái chiếc T-Box biển thế hệ mới sử dụng cái con chip QCM6225 với chiếc T-Box Plus và đương nhiên chiếc T-Box Plus thì vẫn đang sử dụng cái con chip QCM6125. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu so sánh luôn. Vâng và đầu tiên thì chúng ta sẽ nói tới cái mức giá của hai sản phẩm này đi. mức giá của hai sản phẩm này thì tùy từng nhà bán hàng thôi nhưng cái phiên bản Ambien này này nó sẽ cao hơn cái phiên bản t bốc thường này khoảng trên dưới 300 nghìn Cái này tùy từng nhà bán hàng thôi nhá Thì mức giá trên như vậy cũng không đáng là bao nhiêu đúng không Quan trọng là nó có phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn hay không thôi Vâng và tiếp đến thì chúng ta sẽ so sánh tới cái phần thiết kế của hai cái sản phẩm này để xem hay cái này thì nó thiết kế cái nào hay hơn. Vâng và thiết kế của hai cái sản phẩm Ambient cũng như là Tebook Plus đây thì các bạn đã thấy này mình đang để ở một cái phần ánh sáng nó hơi tối thì các bạn đã nhìn thấy cái đèn led của nó đang rất là đẹp đúng không cái phần đèn led này thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh thay đổi màu sắc rồi sở thích của chúng ta được nhá còn ở trên chiếc tây bốc plus đây thì các bạn sẽ thấy là nó không có đèn led gì cả thế nhưng mà nó cũng có một cái điểm lợi đấy là thiết kế rất là đơn giản này đấy rồi mỏng nữa này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái độ dày của nó để để như thế này thì các bạn sẽ hình dung cái độ dày của nó tốt hơn này. Thì cái chiếc T-box của nó mỏng hơn nó khá khá so với cái chiếc Ambient. Thì đương nhiên rồi cái phần lồi lên của Ambient này chính là cái phần để chúng ta lắp đặt cái phần đèn LED đúng không? Khi mà chúng ta có cái đèn LED này nhìn trông nó đẹp đà và điệu đà hơn. Ở trên cái phần mặt lưng này thì chiếc Ambient nó cũng tạo ra những cái vân nhìn trông nó cũng đẹp mắt hơn, xịn sò hơn so với cái dạng vân theo kiểu 3D ở trên chiếc T-Box Plus. Về cái phần chân cắm thì cả hai cái thiết bị này nó có cái phần thiết kế chân cắm nó cũng tương tự như nhau, không khác gì cả. Ở đây nó chỉ khác duy nhất về cái phần là với chiếc em thì chúng ta sẽ có cái phần đèn led nhìn trông rất là đẹp ở đây và mặt lưng thì chúng ta sẽ cũng nhìn đẹp hơn so với cái chiếc t Plus. Thế nhưng chiếc em thì dày hơn. Rồi vào phần thiết kế thì các bạn thấy rồi đúng không? à, uh, Chiếc Ambient này thì nhìn đẹp đẽ hơn Còn cái, cái chiếc T-Box Plus này thì nó đơn giản hơn Và tất nhiên thì với một số bạn ấy Mà cái cổng sinh nó ở trong bệ tỳ tay Thì các bạn chả cần cái phần đèn led để đẹp gì đúng không Cũng chả cần đẹp luôn Còn với một số xe mà cái phần cắm nó ở phía trước đây Các bạn đặt thì có thể rất là đẹp và nếu như bạn nào thích đẹp thì các bạn có thể chọn bốc tê bốc em còn uh, nếu như mà các bạn cũng không thích thì các bạn có thể chọn cái tê bốc plus này cho nó đơn giản và hiệu quả tuy nhiên tới cái phần hiệu năng này thì chúng ta mới đáng để so sánh thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu xem nhá. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái con số, ở đây là chúng ta sẽ sử dụng con số để so sánh trước. Thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm Antutu Benmark để đo cho các bạn xem. Thì với cái chiếc T-Box em thì các bạn sẽ có cái điểm Antutu ở đây các bạn nhìn thấy không? Điểm tổng ở đây lên tới 300.933 điểm, một cái điểm tổng cực kỳ cao. Và điểm CPU thì chúng ta đo được là 89.561 điểm. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái điểm an của chiếc T-Box Plus Thì ở trên chiếc t Plus cái điểm tổng ở đây thì các bạn sẽ chỉ có cái mức là 231.491 điểm thôi đúng không Và cái điểm CPU, điểm CPU của chiếc T-Box Plus sử dụng cái con chip QCM6125 thì chúng ta sẽ có là 70.380 điểm Và cái hiệu năng thì nó sẽ tác động rất lớn từ cái điểm CPU Và các bạn thấy ở đây chúng ta đã có một cái điểm chênh lên tới khoảng 20.000 điểm 20.000 điểm là một con số không hề nhỏ đâu các bạn nhá. Rồi, đấy là cái điểm Antutu. Bây giờ thì mình sẽ sang một cái phần mềm nữa mà những người dùng Android cũng sử dụng rất là nhiều để đo hiệu năng. Đấy là cái phần mềm Gimen 5. Thì ở trên cái phần mềm Gimen 5 đối với con Tbox MB này này thì các bạn sẽ có điểm đơn nhân ở đây là 381 điểm. Và cái điểm đa nhân ở đây chúng ta có hơn 1.500 điểm Nhìn thấy hấp dẫn chưa? Cực kỳ hấp dẫn luôn Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn sang bên cái chiếc T-Box Plus Thì ở trên chiếc T-Box Plus các bạn có điểm đơn nhân ở đây là 267 điểm Và điểm đa nhân ở đây chúng ta có chưa tới 1.000 điểm, 979 điểm Nghĩa là nếu như mà so sánh về cái Gimbal 5 này này Thì chúng ta sẽ thấy là cái chiếc MBN nó tạo ra một cái khoảng tranh lệch khá lớn luôn Khá lớn luôn đấy các bạn ạ rồi đấy là cái phần con số rồi Thì với phần con số này thì chúng ta sẽ thấy là chiếc T-Box Ambien đang cho cái con số vượt trội so với chiếc T-Box Plus Rồi về cái phần trải nghiệm thực tế thì mình sẽ cho các bạn xem Nếu như mà các bạn sử dụng đơn giản là chúng ta vuốt đi vuốt lại ở trên cái phần màn hình cảm ứng Thì chúng ta sẽ cảm nhận được luôn cái chiếc T-Box Ambient này nó sẽ nhanh hơn cái chiếc T-Box Plus Tuy nhiên cái mức độ mà nhanh hơn ở đây ấy, thì nó chỉ hơn một chút thôi Chứ không phải là kiểu sự khác biệt hoàn toàn ấy. Và, và kể cả các bạn khi mà truy cập vào các cái ứng dụng ấy Thì các bạn cũng cảm nhận là nó nhanh hơn Thế nhưng mà nó không thể nhanh hơn ở cái mức độ kiểu khác biệt hoàn toàn đâu Nhưng mà chắc chắn với các bạn là cái chiếc T-Box Ambient này Đang cho một cái hiệu năng tốt hơn từ cái con số thông số cho tới cái trải nghiệm thực tế Ok, như vậy thì mình đã so sánh xong hai cái chiếc Taybox Ambient và chiếc Taybox Plus rồi. Và tất nhiên thì lựa chọn cái sản phẩm nào thì lại tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn thôi. Cái sản phẩm này đúng là nó cho một cái hiệu năng tốt hơn, nếu như mà thực tế thì là một chút thôi. Thế nhưng mà rõ ràng nó nhanh hơn còn chiếc Taybox Plus này thì yếu hơn một chút, nhưng mà phải nói với các bạn với cái chiếc tay bốc này thì nó đã quá mạnh so với mặt bằng chung hiện nay ở trên thị trường rồi kể cả những cái chiếc bốc có một cái thương hiệu rất là lớn nhưng sử dụng cái con chip qcm 6125 thì mình vẫn thấy cái chiếc t bốc plus này hoạt động ổn định và mượt mà hơn cái này thì chắc là do từ cái phần giao diện của bên kalinkit họ thiết kế khá là tốt còn quyết định lựa chọn cái sản phẩm nào thì tùy thuộc vào các bạn thôi và các bạn chú ý dưới phần mô tả của video này thì mình cũng để lại cả hai link mua hàng của hai sản phẩm này để cho các bạn tham khảo rồi và video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại